nên mình giờ mình héo cả nhà ơi. Đây, con đỏ tươi à. Chào cả nhà không nha. Đô, chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Héo cũng héo đủ cái nồi. Nè mình héo ớt hiểm cả nhà ơi. Đây là cái món gì biết. Là món gì anh xong? Gà hầm ớt hiểm. Gà hầm á tiêm. Tìm đặng đi tìm. Món gà tìm ớt hiểm cả nhà ơi. Có lấy gai nè anh. Muốn làm gì làm hả? Ớt nhà mà. Ngon để đợi nghe đừng hát luôn nha. Đậy diễm. Ba đứng đó kìa. Vô thẳng cây. Đủ trái ghê vậy, tí xíu mà trái dữ ha. Nhiều quá, ăn nổi. Về tao đâm nha nữa. Được rồi, như thế được rồi. Đâm nha trong cây, lấy nước. Húp. Chú Vinh bỏ nguyên trái hả? Đập chập 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 chập, để vô nó mới cay. Nó theo tính tốc độ rồi, khoảng 3 cây nó mới vừa đó. Bỏ ớt 3 cây này mới được. Rồi, đi tìm cái khác. Cái này là đi tìm ớt. Tìm ớt. Này đi tìm ớt chứ không hay đi tìm gà cho. Giúp gì mà đi tìm gà. Đủ trái quá trái rồi. Nhỏ mà trái quá. Cái này trái cho em mấy đợt rồi. Mấy con đợt á. Đợt nhiều quá ha. Tròn chứ không phải dài hả? Không. Có trái không? Xúc quá. Thôi mình đi bọc bánh. Đâu. Trời tới. Lúa đang xịt thuốc làm bông mít bệnh cả nhà. Làm lấy trái được này. Mít cái này có giá. Trả lúa. Xịt đi hồi vô nha. Ồ. Món lạ lạ là hả? Còn trái ít ha. Mình đi chim ăn ra ăn là cái gỗ, cái gỗ không lấy gì còn cái da kẹp. Ăn mặt cũng nổi luôn hả? Ghê vậy. Cái gỗ. Ăn mà ớt không đủ ăn mà còn cây kìa mình đem về luôn đi. Nhổ gốc luôn à? Nhổ gốc lên về nhà cầm luôn. Hết chưa? Hết chưa? Kìa con giò trái nó lọc. Hết rồi. Kìa trái bên giò kia kìa. Đi tiếp. Nãy giờ 3 cây rồi đó. 3 cây rồi kìa hết dưới rồi. Tôi giống giờ hái vừa. Kìa nó xuống luôn rồi, cái đỏ này hoài bắt mình lật hoài vậy đó. Hả? Hử? Ừ? Nói chuyện hái nè, từ giống này có ai đếm không? Đếm trái hả? Ừ, chút bé nhiêu ăn nhiêu. Thì 30 rồi đó. 30 trái hả? Đi ăn 30 trái. Trời ơi, bây giờ mình đi bao nhiêu rồi? Có trái hay trái gì à? Trái, bẻ kìa cầm một cây là trái. Trái nhiều mà không nhiều. Nó nói chuyện hao à. Đi mới biết. Bệnh có mà ít. Trái nhiều bệnh rất hay ăn. Nó tốt gì đâu, ớt chim mà ớt tự nhiên mà. Chị cảm hả? Ngái hết rồi chứ đâu. Mẹ không mà lật đi. Có việc làm luôn. Lật cuốn à? Đâu cái ớt bên kia đâu hổng? Bỏ bển liền. Bọc qua bển luôn. Đi luôn. Thôi được, sắp giờ được mới cả nhà ơi. Ớt đẹp quá. Mày vuột tay cái là mạt liền đó nghe hổ. Tiếp tục. Tìm bớt. Cái này mình đi tìm bớt thiệt nè quay. Đi tìm gà. Tìm ớt. Quay hỏi cái đi tìm gà. Ớt đang ở đâu? Đâu hổ cây chỗ nào hổ? Ớt này bự trái bự phải không?
trái cà bá. Trái này bự hơn trái nãy quay. Ừ. Gấp 3 lần á. Trời ơi có trái nè. Trái bành kia nè. Ừ. Nhiều lắm rồi. Trái bành bành không thứ gì cho nổi. Có mình tao ăn à. Ủa, trái mà lớn ăn cho đã. Trái này bự thiệt quê. Này biết ớt hẻm gì không? Ớt trắng hay gì? Xanh. Xanh hả? Trời, chín nó đỏ cái ớt hẻm đỏ hay vậy? Không có cái gì. Chín nó mới đỏ. Trời có chín không? Thấy không? Nó ngà ngà đó. Nó vậy dạ. Kêu bằng ớt hẻm xanh phải rồi. Không. Ngao ớt mà nó chín thì nó mà kêu ớt hẻm đỏ. Là ta cắt làm hai là để vô mà ba cái nem với bì á. Chắc nửa trái nè. Không, vậy là đầy vô gà không à? Nem vô gà. Không, thử nha. Đừng giới thiệu nem. Đâu có chín đâu. Nó xanh vậy đó. Xanh hơi ngà ngà. Ở đây nó không bẻ, đi bên kia. Nhóc trơn kìa quay. Đi kiếm chuyện với người ta mà. Tới ngày cái nó rụng luôn à. Tới nay, bữa nay tới ngày rụng đúng không? Thấy dụng dưới đất chứ chín rồi không? Có đâu chín, không đủ chim ăn nữa, đâu chín. Rồi, một con một hết trơn, cái ớt. Đủ chưa? Ủa trời, trời nhóc luôn đó. Đây thấy cái chục cái á. Còn nhóc luôn dưới đó. Rồi, ra ngoài hai cây quá nữa kìa. Còn nữa hả? Phải không nghe? Phải. Trời ơi. Rồi, mình đi tiếp cây khác cả nhà ơi. Đi tìm ớt. Giờ vô làm món. Gà cũng đi tìm xong luôn rồi đó. Bọn xả gì được cơ. Hay diễn nữa. Cơ diễn được rồi. Sao cũng được. Ớt luôn hay sao? Ớt luôn. Rồi ớt này hơi mình đắp hay sao? Chút hồi mình đắp. Thấy để miếng khác đó. Để miếng này. Để dầu nóng nha. Ok. Ngọt xả. Đường gà tìm ớt hiểm bún hang sao nữa có gì nữa không mì hang còn... có gì nữa không còn thiếu gì không còn thiếu thiếu gì không? Thiếu gì đủ rồi mình ăn không nha. Ok bữa nay ăn hay là làm đơn xương anh ngự lâm ngự ly nghỉ quay bốn ngưỡng đất. Ông Liên lại nghỉ được rồi. Dầu sôi chưa? Rồi. Sôi chưa? Lên luôn. Để vô. Xả kìa, thử mình thử luôn đi. Để hết luôn á. Xả tỏi mà. Ủa, rồi sao? Chén chưa trời đâu lộn mau như vậy mới để vô anh đâu coi sao đó đấy thời trang nước nghe giọng chén là lúa xuất hiện liền nghe cả nhà đó. Mới chát trời thôi vậy đó nha mới tắm xong hả xong công việc rồi xong rồi mới... xong mới thử à gà ha, bà bộ à? Mất chân heo. Nó tắm xong rồi. Gà này gà tơ cả nhà ơi. Gà này hơi nhỏ con một xíu. Cũng ký mấy 2 ký vậy. Thơm quá ta. Bữa nay mình ăn lẩu hẻm nha mọi người. Đây. Sao đó hả? Dưới hả? Ê, ở không? Cái không? Cái này lúa mới vô phải không? Ừ. Đổ vô đó đập đi, đập dập đi. Đập bớt hả? Đập, đập nha. Chơi chưa khó, ngày mới dập. Vô ta thích có công chuyện làm liền mới được. Tôi dập đồ cho quên. Để tôi dập. Tôi dập. Cái hả? Không, dập đi. Dập hơi, đập hơi á. Nó không cay. Đúng rồi. Đúng rồi. Đập cái bự rồi. Tôi mới chơi không trời. Thiệt có. Cái bự á, cái da bự á. Cái gì đó. Dưới kìa.
Cái dầu dầu ấy bự đó. Em đi nước chưa sao ta? Nó cũng đâu dòng đó vậy. Bỏ tâm thức cho nấu luôn hả? Cái ngọt á. Biết bao nhiêu thịt trong đây nghe nói. Ủa? Thôi lỡ cái dạng này cũng được không quá. Ừ. Thì cứ bắn cái này sao lại. Anh lấy tay anh chà chà. Lấy tay tôi bóp đi. Bóp. Tay bóp á. Lớn rồi gần 40 rồi. Xăng trên xong. Xăng. Màu xăng quá ha. Chó ngược lại nóng hả? Giờ đây xin phương thế là tính làm ngựng ly nghỉ nè. 2kg đi ha. 2kg đủ không? Ờ, vừa bún vừa mì á. 1kg bún, 5kg mì. 2kg bún, 5kg mì đi. Ai ăn bún, ăn bún, ai ăn mì, mì ha. Ok, sao cũng được. Mày ăn... Mình đợi, giờ mình đợi nó sôi lên cả nhà. Xăng nó ngọt nữa không ạ? Ok. Rồi, nhiều rồi, con này để vô, hay ăn rồi cất vô thêm nha. Ớt hả? Ừ. Rồi. Có, họ để hết, để ớt luôn. Hết luôn hả? Để hết luôn á. Mà nó cái siêu rồi á. Ok. Anh em hỗ trợ thêm một ít núm nha cả nhà. Như là cải xanh, như mồng tơi nha cả nhà. Đó, núm bữa nay mình không có chơi núm búp nữa cả nhà, mình chơi núm dù rồi. Núm nở. Núm nở. Đó. Vậy mà xào mỡ một cái ha, đúng đời luôn á. Tùy người. Bữa trước thì mình ăn núm dù, hồi nào núm búp. Bữa nay mình chuyển qua núm dù cả nhà. Cả nhà biết sao là gọi là núm dù không? Nó nở ra đi dàn cây dù nè, đó. Kêu núm dù. Núm búp thì nó chưa có nở ra. Đúng rồi. Nhưng mà cái núm này thì nó rẻ hơn núm kia đúng không hổ? Rẻ hơn. Rẻ hơn nhiều đúng không? Cái kia tới 100 cái này 101. Cái gì? Núm búp á. Núm búp là bao nhiêu? 101 ngàn một ký. Cái này 100. Núm nở này 60 ngàn. Là phân nửa hả? Ừ. Nửa giá tiền rồi. Tại nó nở cà le ra chứ. Lấy cây xanh nữa nè. Lẩu gà hiểm thì mình phải có cây xanh mới ngon nha cả nhà. Bữa nay trưa rồi nên rau nó không được tươi hung nha cả nhà. Dạ. Cái này anh em là ở nhà, không có đi săn bắt. Nấu bắt con gà nhà mình lên nấu ăn cùng với anh em tâm bổ. Bữa cho anh xong nè ông ơi. Anh xong. Bữa ăn gà hấp cơm không có, bữa nay gà này có phải không? Bù lại nha. Bù lại. Bụng không xong? Bụi đám bụng gì? Đám ăn tôm không bụng gì? Rồi, sát xong cái mình rửa xong rồi mình nấu cho cả nhà. Bún. Hey, bên đây mình mua bún nữa cả nhà ơi. Bún với mì gói. Ai muốn ăn cái gì ăn. Cái này chắc là nhậu nữa rồi. Có xỉn. Vô mình đổ ớt vô luôn đi. Đổ luôn ha. Đây cả nhà, ớt đổ vô luôn. Để nguyên trái thì nó cay ít lắm. Mấy trái dập nãy đủ cay rồi. Đó, vô. Đây cái giá luôn đi. Mình thấy mùi hấp dẫn không? Gà tiềm ớt hiểm. Gà tiềm chứ không phải là gà tiềm cái nha. Nghe giống như lẩu gà ớt hiểm gì đó. Lẩu mình bỏ ớt hiểm vô cái là lẩu ớt hiểm. Giang cả nhà. Cái này mình cho núm vô cho cả nhà. Trời dữ lắm mà mấy ông ơi. Cứ chảo. Này ăn một bữa cho nó đã cái. Ngon này. Ok.
cứng chảo luôn rồi, không giống chích được luôn rồi nè. Rồi cho nó sau cái chín núm đó cái mình quất nha. Lên lầu ha. Lên lầu. Không biết còn nắng không nghe. Lên lầu thẳng tiếng. Cả người nắng không? Gọi không? Có còn nắng không? Im lắm. Im không? Nghe hỏi thì ngồi phải nắng phơi luôn. Nhiều lắm ngọt hay không? Sao vậy? Trời ơi. Búa lục, búa lục cái giá luôn hay gì đang nghe. Đó cả nhà ơi. Quá ngon. Hất cái gì vô miệng hả? Miếng núm. Nhập tiền thôi anh em ơi. Trời ơi. Cả nhà ơi. Thứ gì chịu nổi thứ này. Màu này mà không nhậu sao được cả nhà. Ngày nào cũng vậy. Lại tới thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy anh em ơi. Thấy gì chứ anh em lúa uống thì thương xương không cả nhà ơi. Bữa thì cũng tầm 3-4 lít chứ không có nhiều. Thương xương. Múc nhiều ha, rồi hết múc hết. Múc cái lối qua là múc luôn cái chảo kia đi hả? À, múc vô cái chảo nhỏ cho nó gọn cả nhà. Để đó, nước biển của anh em ơi cả nhà. Cảm ơn anh Hiếu nha, anh Hiếu hầu sữa nha. Tặng cho mấy cái dụng cụ cho mấy em được vụ quốc phành phành. Bình rượu này á là anh em uống uống hết nước rồi cả nhà. Nhưng mà còn cái chai á là khi nào mà xỉn á, là không cầm cái chai này nổi đâu. Nó nặng dữ lắm. Đó, nước mắt quê hương. Bình rượu này là kêu trăm ngày trăm đêm đó hả? Mà cái chai sành này mình châm rượu vô á uống nó đỡ hơn chai nhựa. Đúng không? Ừ. Đúng nửa lít hả Hậu? Đúng nửa lít. Chém lọc, giống giờ niêm niêm mất tiêu cái vột rồi lọc. Thì dạ. Có nghe được cái gì chứ. Nghe nói gì chứ. Niêm nước thôi đâu. Ngon chứng quá ha. Ghê hồng không? Vừa đủ lít luôn nha. Mình nhắc không sao? Đúng rồi. Rồi, mời cả nhà thưởng thức cùng anh em nha. Đó, món lẩu gà ớt hiểm. Quá ngon. Thằng trai tới. Đứng đâu có chén hoài, lên lửa liền. Vậy thôi ta nhậu cái đó trước đi, này để sau à. Nhậu cái gì? Nhậu cái ớt bún đó. Chấm mắm. Gió chưa ta? Nghe đã. Trong vô ngồi là hết gió liền. Bút rồi hả? Ôi rồi. Ba anh em mình trai này nghỉ nha. Thì bún ở đây không? Anh ta. Lên lấy cái dĩa. Mấy dĩa hả? Có một dĩa một à. Rồi gói. Ta đi bới. Dắp cho. Đây được luôn các bạn nghe. Này nó giao lưu hai cái dính với nhau đó. Sao nãy giờ rồi? Bỏ ra luôn. Bỏ ra. Đây là gấp 4 giờ. Ok. Mừng anh. Đây ăn mì thì có mì. Chị bún này nghe. Thêm bún này với thêm nữa đi. Đây anh Tạo. Cậu ở đây mặt mày vừa nhậu với anh em hay lúa rồi. Mà cậu anh em hay lúa tối ngày ăn gì ngon ngon chút xíu. Tối ngày ăn gì ngon ngon hả? Giá gì ngộ ta. Tối ngày ăn gì cũng được. Cũng ngon ngon chứ hả? Ngon ăn mới được nha. Cái giá gì bắt chuột mà gì ăn gà không nha. Căng lắm rồi. Vô. 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 1 2 3 vô. Mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà luôn.
Ai uống cái này chứ hôm qua thấy nó đi hơn không? Hôm qua tán một ly ngoài xong cũng xỉn nỉn luôn vậy. Cái cẩu khác hay gì? Má, ly nó bự á. À, ly táo vậy. Có hình rồng không? Tiếp lắm. Dạ. Hình rồng nó mới giữ. Ly rồng hả? Ừ. Đỏ hả? Quá im không mà. Gặp có ly rồng nó ở. Cái nhà cái gan cái này, cái mời con gà. Cái nhà ơi. Miếng lên thủ rồi xong rồi mời cả nhà luôn nha, mời nhà nha, bao im nữa mà can nước vô khô vậy mời cả nhà miếng bún cũng mình để đây càng ngày càng dai hết trơn rồi xong rồi đúng không, nên nó thấm vô trong thấm từ từ thủ nước vô lại. Mở không? Gà này mập không? Mập quá. Bước luôn đi. Nhớ hãy đừng có lấy miếng quyết xuống rồi mấy anh. Nằm dưới á. Có dưới nồi lại. Sao giờ sao nó hay quên dưới ta? Gấp đầu tiên nói gì không? Là vậy. Mập đá vậy cơ. Từ đi, còn bế thủ hết trơn kìa. Thủ vô rồi. Bên này góc bên này có không có rồi. Đó. Được miếng rồi đó. Chôn ở dưới đá một kiếm. Giấu hả? Giấu. Ừ, gà là ngon thiệt quá. Đó. Một, hai, ba, vô. Đường nhai miếng quyết nó nóng muốn chết luôn. Vô được. Vô khúc hay không ta? Cái bài đó chơi hoài mà. Bữa nay bị chơi lại rồi. Bây giờ vô. Vô. Ngắm người kia chưa giống vụ vụ. Cá này ăn thấy đồng ngon ha. Bên này là lời dưới hũ giúp. Ngày mai cái mình đổi lên nha. Xong xong. Cái bữa sau có con mình vô mệt. Mình vô thì mệt hả? Cháu ngon quá trời. Bốn giờ hả? Bốn giờ. Trời ơi, tao chạy nó khó liền hơn. Để nhóc luôn á. Kêu luôn. Nó để. Leo luôn. Tạm con quý kêu quay dám vô. Vô, 1, 2, 3, vô. Bắt mà chạy không kẹp luôn á. Lại nó ngất cái ta giữ chữ hai ba cái trái xong rồi. Không tiếng không? Không cần à. Mít này thì nó cay đâu. Thế à. Mít này là lá gì lắm. Cái này đang ngon cả nhà ơi. Vô mùa mít rồi. Vô mùa là da trái rồi cả nhà. Bây giờ có giá thì o thúc mới đi bán ha. Bắt. Cái này xài nè, cũng mít nè. Đúng da đợt rồi, tôi lấy trái là đúng ngay chăng cái đợt mít luôn á. Lấy đợt rồi đó là da trái, da này là đọt. Cái gì ta thấy trái nụ nụ không trái vậy? Trái không được thân. Trái nó không được bự không thôi. Mà bắt đồ đồ thì bán ai? Tôi ra chùm chùm vậy. Đó để bán đăng ký cũng ngon đấy ha. Mà ở đâu cũng vậy nghe chứ không phải mình nha. Được rồi á. Cây mười mấy trái mà.
đánh cái kia kiểu như là không sao mà cái dùng mình nó trái nó bự nè, cái dùng ở dưới bữa đó mình đi ở dưới sâu mà nhỏ nhỏ không người ta hả, cái giống nó sao ta, mùa này cho nhiều trái, mùa này khó lấy lắm hả? Đợt rồi á, đợt anh làm bông là còi lại là tất cả ở đâu cũng khó lấy, chứ đợt này trái bự nè, chưa mùa nó chưa khó lấy trái con kia kiếm ngoài vô chúng này hả, mới cái nhảy màu trời chơi trời lại trời. Trời lại hả, 1 2 3 vô cả nhà luôn nha. Hoài hồi sỉnh không bỏ nữa. Vừa thôi. Dạ cơm hổm có ăn hết đâu. 10 phút người ta vô một cái. Ăn đi. Tại nãy hổm không có tôi mới còn gà. Bữa đó đi đám rồi đi đám rồi. Dạ, không phải tôm, đồ đồ biển. Vậy là lỗ hai lần rồi. Nhau lần chứ. Ngày bù lỗ. Bù có đâu có đủ. Đâu đủ được. Đủ. Cái lần kia thiếu nữa rồi lần này. Lần này mới vừa chưa bù. Ăn đi tự uống những bún này tự đi luôn nè, vô nè mới có càng đó vô nữa rồi đi kiếm bún mì còn mì nè thử ăn mì không, thả mì vô lọc gà ăn mì không thì thả vô ăn chung đuổi đũa chứ tôi sợ thiếu nước đó mà làm cho một chảo còn phải thiếu hay biết ăn mồi nhiều nó hao nó giá sắc lắm nó hút nước thì nó giá một đêm mười tuần đây đâu vô này đi. Nữa mới ăn cái nước nào mới nóng. Vô, vô khổng vậy đó. Vô nữa trời. Vô đi. Bây giờ vậy. 1 2 3 vô. Nãy giờ tôi chưa có bị ai chứ nghe. Can nó đi. Dịch rồi. Trời ơi chắc cái thấy à. Dịch mất đất cái đâu. Đó, cái này nước một đống lại anh em ơi. Để cho mượn cái chiếc giá nha. Cái gì mì đây nè. Đâu? Chỗ lưng lọc nè. Tròn rồi, nãy giờ đó, tưởng đâu lấy gầu vừa lấy. Lọc thủ chứ nè. Sẵn à. Đổ cái khâu câu rồi đã kiếm câu rừng lúa chứ hồi hồi nước nó nghỉ ăn. Ăn cái múc gà không? Tốt. Ủa đuổi rồi. Đổ luôn rồi. Đó, đi lấy cái đang ăn này kìa ông ơi. Chuyên nghiệp không? Ở đây dưới ta tư là ta thấy là gai là không chuyên nghiệp đó. Đâu? Cái này nè. Giấu rồi hả? Thấy không? Cái gì? Câu câu. Móc treo ở đây nè. Trời ơi. Lắp trụ giá mà thấy đó. Mời cả nhà, cái phao câu nghe. Bóng không có được đó. Để nó mặn lông lông cho nhiều chút đi. Bóng quá trời bóng quá trời bóng. Cái này này đã rồi. Vô. Một, hai, ba, vô. Trời ơi. Vô gót thì kìa. Tới vô gỗ. Vô gót luôn. Ừ, hai ba ông chúng luôn rồi, ba ông chúng rồi, đừng từ từ. Thì chút xả lại biết rồi. Ờ, chút xả lại biết rồi. Tua lại à? Cái nhà coi coi ăn gì. Về. 2 3 vô mà tôi vô rồi chưa vô. Vô loại nè. Có cây vô loại à. Ăn đi anh em, đừng màu nhiều. Rồi vô. Mạnh mà gót liền cũng gì đó hả? Trời ơi, vậy nó cũng nhìn thấy nó kìa. Không được, kỹ lắm kỳ ơi. Thôi gì đâu, gì tôi sợ nó. Không thấy tôi lúa không? Gì không nè? Coi như bữa nào lấy xỉn về trước thôi. Không phải nè, chuẩn bị thương anh em vậy dốt hết. Chứ không phải là tôi ăn gian anh em. Bữa nào chị trước như đó. Tôi dốt vậy thêm không á. Thôi em. À, thôi không đủ đồ có thêm nữa. Thêm à. Thêm miếng đường ngọt ngọt cho mặn mòi hay vậy. Mời cả nhà miếng thịt gà. Đấy, ăn không có được á. Ăn được đâu. Giấu đi ra ngoài đi con.
còn lại đá cái máy quay cái vớt tiền nào của anh nó chết luôn. Cái mới đó con ăn kiếm mới nữa hả? Gà ngon không chứ đi cuốc luôn còn là quá là thất bại chưa mà được mình được trải nghiệm chứ. Hai ba vô chính xác vô chưa nha. Đặc biệt là mình nói với đà nói vì vấn đề là máy nó hư thôi cả nhà, chứ thật sự thì anh em lần đầu tiên trải nghiệm ở Phú Quốc nó đã thì đó lần đầu tiên với có đi một lần rồi nhưng mà mình chưa có trải nghiệm trên rừng dưới biển cả nhà. Chúng mình nhân dịp sinh nhật của má Sáu nữa rồi tổ chức sinh nhật cho má Sáu vui quá trời luôn. Có đi lần nào nữa không? Buồn một cái đó là tại vì máy quay nó hư thôi trước, có tính thật tại là nó hư máy quay thôi này chưa đâu chưa rồi, chưa được cái kiến đó mình lặn xuống dưới nước nó không vô mắt hả? Không nếu mà vô là đeo làm gì? Mới cũng như lặn xuống dưới rồi mình không biết sao hiểu không, cũng như mang kiến mình đúng không? Không xuống dưới nha, con cá nó ba lớn mà nó dài bạnh gì lôi nè dữ tạ kiến đó là trong nước, nước biển vô mắt mình thấy rác lắm như mà kiếm. Nếu mà đeo cái kiến mà nước vô nó này lặn xuống dưới nó mình thấy nó bành lô ra vậy nè. Vậy là như kính lúp. Cá hai ngón gặp bốn ngón à. Nghĩ đâu vậy đó. Hình như đợt trước đi đâu ta? Lặn mình bắn được con cá đó, con cá dở lên nó vừa cái mũi chĩa vô con cá dữ lắm. Sơn. Chỗ đó nó bành cái lô vậy nè, mà có hai ngón là bắn chính luôn á. Chính rồi cả. Cái kiến dài dạ vậy hả? Ừ. Mày thử cái cây chĩa bằng ngón tay út vậy nè, tao bắn cái là nó chỗ ra con cá mà hai đó. Cá này bằng cái gì? Ở nhà miếng mì. Miếng mì. Nó bắn cho chính cá luôn á. Cái mũi dài cái mũi xâm lương vậy đó, nó thù lùi lùi chứ nó dài và bự mà thấy ham mới bắn. Bắn cá chút xíu à. Bắn cá là rồi. Kêu ôi con cá dữ lắm bự luôn luôn. Hai thằng dí nha. Bắn dính cá mừng dữ lắm mừng. Tay lên cá nổi lên bự xuống cái mũi dĩa chút xíu à. Đúng rồi không? Cái này nó quay à, cái mũi dĩa này tròn nữa. Cái này tứ đâu có một là đủ rồi. Nó dính là dữ lắm. Đúng làm ơi. Cá nó bự hơn cái vòng tròn bự mũi dĩa chút xíu. Đánh thằng ra rồi kỳ trời với con gì ghẹ. Con ốc nữa con ghẹ nữa con ghẹ nó bự như con ghẹ mình mua mình ăn vậy đó bắt lên nó ăn không bà xíu à dài vậy đó đợt đi đợt rồi có con tài cái con ghẹ chứ đặng xuống chung cái kẻ đá chuyên hết phải không bất lại trời ơi xong con kẹ nó dữ lắm nó bự rồi xong ơi hai thằng dí rồi dí mình lặn xuống thấy nó bự thiệt cà lặng chứ á về hồi bắt lên gạt có chút chéo à anh lũ chứ anh lũ nữa anh tao với anh lũ đứng trên nè cái là tài với bị nở lên em ơi lòi với xong á nó gặp gạt nè hai thằng quần vậy nè xí vô cái gạt nè cái ông lũ nó chạy làm gì yếu chạy đi chơi làm gì hồi sau thấy được bắt mà xí tròn một đá vậy mà tôi nói lặn theo nó lên á bụi nó lên á đâu có thấy được đâu nói hai này làm gì chạy giang mà cháu đùng dùng nghe đùng rồi lại chỗ đâu thấy gì đâu cặn bã lên đâu thấy gì nữa có ông hơi không ha lặn không nha làm hết hơi mình chọt lên mình vô mời anh Lũ với bác Hai á Hai ở Phú Quốc mời bác Hai mời anh Lũ với anh lụm anh lụm hả anh gì nhớ lại coi hai ông đi mà ông giỏi ông ba đang ở nhà mình sao biết anh bắt hai anh Lũ với anh Lợm câu mực với anh Lợm không nói nôm vậy đi bắt hai gái luôn rồi thôi mời bắt hai trai hai ba vô chúc gia đình bắt hai mạnh khỏe nha có dịp tụi con sẽ ra ngoài kia bắt ốc hương với bắt hai nữa nó hơi dưới cát á mới đầu nó im du vậy nó mà giải thức ăn ha cái từ dưới lú giang biến hình vậy có hơi nghe nó đã rồi đi ngoài bắt rồi gỡ mấy con ở trong đá mà nó bông nó rồi mới ốc hương á hả ừ làm dưới cát chứ mấy đá con đá là mấy con ốc bằng chân khổ hoài hả tính đi cái gì á nó cũng như mình trôi bỏ có mấy con vào quạt á để có gì ăn đá mày ơi thịt không
Ê, mấy cái hồ nó trùng mày ngon mày. Ừ. Mà ăn sống thì nó hơi nhão nhão ha. Rồi lên chút nữa ha. Dùng mình quá. Bớt bớt. Nói chuyến đi là một trải nghiệm quá. Đi đâu cũng vậy, đi đâu cũng có một cái trải nghiệm mà vui. Trải nghiệm mà bữa đó chuyến đi quốc rồi hơi lố chút xíu. Cái mò. Vô phải không? Để đi. Đây à, cái vuột gà đừng có cái vuột xong. Vuột hình đó được. Cái vuột kỳ xong. Vuột kỳ xong hả? Ừ. Như là đi biển là hai lần là hư hai cái này lại làm cái lại không kỹ nãy nước nó vô cảm ơn anh chiến rồi rồi cái máy quay tay quay máy là 38 triệu ừ được ra mày lại sơn đó mày... sơn à. Lại sơn lại sơn cái mình bỏ cái xuồng mình giỡn cái nước nó lọt vô cái chân chỗ chung á mình mới vừa ghé không đón không tiếp luôn trời anh hoàng ngân hàng là đội trưởng đội biên phòng ở Hồng Sơn á mới vừa lại à mới vừa đi vô đi mới cặp bến à lên à kia chạy xe ra nằm sống đâu chưa lên đi chưa để chở đi coi hết hồn chân tao đâu có dám rồi tao đâu có biết chỉ kia liền vô hả chạy đi chỉ đi thiệt mày đi có vui ha có anh Thi anh Thông chứ thôi giờ lính quýnh đâu chỉ gì khác kìa sáu có em là anh Du Hí mà đó là nhậu mà gần bên biển ừ đó mát ha đúng rồi ha vô lớn trời ơi cặp ở biển ha mua ốc về tao đó mẹ ăn ha nó ngon một đồ cái trong lọc ơi lọc giật lông đà cái nhất là mấy con ốc mà ốc mà bông bông á mà nó cái miệng nó cong vậy đó tao nói mẹ ốc gì ốc vàng gì nè xong ốc gì mà cong cong nó bay lớn rồi mà nó cong vô nè mày bự lắm ốc vàng phải không ốc thì nó cong vô gì nó co vô gì phải không không cái miệng đó biết rồi con ốc nó kêu bằng con ốc gì đây nè thường thường ta kêu ốc vàng hết vậy ốc giác vàng ừ ốc giác giác trời ơi còn vô. Thường ta kêu tên khác nữa không tao nói là khác bao con ốc đó mày nói là ốc khác ốc chữ nữ khác còn có ốc giác á là giác mà dữ lắm nó ngon cái mày đó mày dễ về à mày có trăm mấy á nhờ dạng biển nó vậy dạng mấy đàn của tôi không ơi là một con mực ha bắt lên nó còn ụt ụt ha mày cắt ra mày nướng một cái ăn ha nhậu một cái ha đúng đời luôn á chẳng lứ bắt được con mực à, nói với người tài ăn luôn giữa sạch sẽ ăn luôn rồi mày không ăn đâu tao cắn một cái dài dài nhất nhất mày không coi gần chết mày không ăn đâu ăn đó trời ơi không được rồi trả lời lúa ơi làm kỹ lắm kìa rồi mặt nhăn nó ngon thiệt nó ngọt dữ lắm mà tao chai nào không ăn nóng luôn mà phải nhúng nước nóng nó đã lắm rồi dần lứ lên rồi cái gỡ lứ ra rồi nhúng vô rồi lúa này ăn trước lúa này nhai ăn trước ừ mới mấy đứa tới xong xong cắn rồi cái không được coi trả nè lúa quen ăn mới được đó là mình có bồ tạc xong phải ra bồ tạc mới ăn xong mới ăn đó là có bồ tạc nó mới ngon nãy giờ nghe kể mất đã tại vui lắm vậy đó chứ mày đi vô ngoài đi mày thấy ngán dữ lắm nó ngán mày ăn rồi nổi ngán có đi nữa không nổi chưa biết ăn nổi đâu đi tao hỏi cho tao biết cho hay nghe khi nào đi cho hay ừ. Biết không mình biết được cái thú á lập cái đi hả quá chưa mà đó là chưa trời ơi trời gọn thì biết màu bén màu bén thú quá thôi dịch đi dắt anh em đi mà nói chung đi ra ngoài là phải trời. Thấy mới được quên còn mạnh mạnh mới được còn yếu yếu đi không nói đâu ra biển cái gì mạnh chính mạnh hả? Tài chính mạnh hả? Ok. Bạn sáng nội bạn sáng không ha. Là một thằng 70 ngàn cái nha. Được, thì đem ra nấu cơm thêm mới được. Thì rồi giờ nấu cơm đó. Không nghe. Không có nhà chứ hương ngoài mà. Có nhầm chỗ nó bán cũng rẻ nha. Ừ. Tại mày không biết. 35 ngàn, 30 ngàn. Tại không biết đâu mà biết được. Bún mới rồi, mới biết. Mình chỗ đó nó rẻ 35 30 ngàn nhưng mà mình đi taxi là đó thì cũng là khoảng 100 ngàn. Đâu còn đấy vậy hả? Nó hơi ngay chợ Dương Đông á là tôi lội đi ăn sáng, lội đi ăn sáng là cái chỗ đó nó bán là tôm với mực rồi mực trứng rồi không nha. Ê ngoài có bún quậy ngon mày. Bún quậy hả? Ừ. 30 ngàn. Ăn vô quậy vậy thôi. Tự nhiên. Rau nè. Muốn ăn gì ăn hả? Bột ngọt, muối, tự đi mới luôn. Tiêu, tỏi, hành gì đó. Cái tô nè, giờ mình muốn là ăn gì cái lệ mình tự lấy. Hành nó để một tô rồi mình muốn múc nhiêu múc.
muốn ăn như buffet rồi. Ở dưới buffet vậy đó. Đi chợ đấy, ngồi đi chợ đấy. Mà cái tô lỏng bỏng lắm nha. Tô có chút xíu cái à. Mà lỏng bỏng vậy nè, mình bỏ vào nhiều vô mấy con. Tô bành cái lô ra. Cho ba cái tượng mình đó. Tôi để cho đời mình đẩy rau đó. Mà có một cái ba cái cá chả ngon ha. Ừ, chả ngon. Chả có chả mực, chả cá ngon nè. Cá thu á. Ba đúng đời là cá chả luôn đó. Mà ngộ nha, ở bên Phú Quốc bán đồ ở trong đốc rất là nhiều nha. Phải lấy đồ cho đốc nhiều bán. Châu Đốc phải, bán đồ cho đốc nhiều. An Giang mình là lúc nào cũng đúng chậm như ta. Anh em lúa ở An Giang nha cả nhà. Chợ mới An Giang. À, luôn rồi đó. Giáp danh với lớp Giò. Bên kia là Long Xuyên, Long Xuyên cách nhà ở đây hiện tại bây giờ ở đây là 16 cây số. Vô nè, vô cái này nhớ cái 2, 3. Vô. Cái đợt đi nó ở nhà. Nhà chỗ nào chạy Dương Đông nữa. Ngay chân sân bay cũ á. Thì chạy Dương Đông vậy đó có chút chứ, chút xíu cho nhiều con kèm mấy số cho nhiều. Ừ. Cần Vĩnh Cầu luôn. Vì sao? Ừ. Cái sân bay cũ. Thì khu đô thị mới gì? Khu đô thị mới. Kêu cái gì ta? Tái định cư. Tái định cư. Ờ xích đằng kia chút, xích lại chỗ. Đằng kia là quân đội bạn kia á. Ờ chơi chỗ lại chỗ mà bà chị Nga, ở ngay chỗ sân bay cũ luôn á. Gần cái trang lịch sử á, Rồi biết rồi ơi. Xong có lên cái trang lịch sử chơi chưa? Tham quan chưa? Tao với tài chạy cảnh mình đẹp dữ lắm đẹp. Ở nhà tao làm gì ta? Ngủ. Bậy. Nấu ăn. Ừ, tao nấu ăn với mấy ông về bữa sao không? Bữa đó chạy xe đi khảo sát vòng vòng coi có cái gì review tụi có nhà xem không là lạ ha. Mà đúng nghĩa trang đẹp thiệt nha, ở trên đầu mình nhìn cực kỳ đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Đặt được không? Nói gì đó không mà. Nói gì đó không hay luôn gì không? Nói đặt được không? Được. Mình muốn vô đó đâu được đâu mà anh hùng lịch sĩ mới vô đó được đâu, phải dẫn dẫn đâu mình, có cho đặt bao nhiêu binh là một đó bốn mọi mọi vô đây cái đó mình không có liên quan tới bây giờ mình bắt chuột rồi mình vô đó sao được. Mày gặp cái con chuột núi ở ngoài một cái nha, mày thấy cái cảnh nó dài khúc gì nè mà cái lũ tay nó bành đi lô vậy á. Dữ hả? Ừ bằng cỡ 2kg không? Mẹ tao á, tao nó dài cái lỗ tai chuột rồi mình chút. Nó bự hơn lỗ tai chuột mình nhiều lắm. Đó núi nó ghê lắm nha mày. Nó đâu ăn được ha. Nó cắn lộn nó có hai chân vậy nè. Gâu gâu. Dắt mà mình bắt con đỏ lòng á. Đứng hai chân hai con quấn lộn y chang mà con kangaroo. Ờ, kangaroo hả? Ừ. Chuyển qua Australia luôn trời. Đứng y chang vậy đó. Vô, vô cái này nè. Vô. 1, 2, 3, vô. Còn có ổ mối nha. Mời cả nhà luôn nha. Ổ mối nó bự giống như là nó là nửa cái bếp mình nè. Tao tưởng đâu là cái hơn đó. Mối đất này mối cây. Cái... quắt xong lên, mối Phú Quốc á, đất đó là đất đỏ. Tao nói tưởng là cái cục đá không. Mối đất hả? Nó bằng bê lớn nè. Bằng cái dàn nước này luôn á. Mà nó cao lên xong nó âm mà không giáp luôn mà. Lấm ngầu nó lâu rồi. Nó ổ nào vô đấy vậy mày? Nhiều lắm. Có quay không? Mấy đó có quay không? Có chụp hình. Chụp hình là cái điểm. Mấy con mấy clip đâu có đâu, không thấy đâu. Bé lớn như này mà nó cao lên khoảng 1 mét cử á. Trong lại xúc động dao hôi chân kìa. Ngon. Là đi cũng được. Có công chuyện. Lời cũng muốn đi lắm đó vậy. Dịp khác đi. Nhưng mà đi không được, người ở nhà còn công việc nhiều quá. Lo cho bà xã nữa. Mau dưới ta. Mình đúng mà. Sớm giờ uống con ly một sảnh trời. Bây giờ ai uống 2 ly đâu. Phải tính uống con ly một à. Mới bóc lọc rồi bắt vô cẩn thận nha. Đừng có không có ẩu đó được. Nguy hiểm lắm. Bởi chạy qua ấy. Mày tọt qua này mình tọt kia nhìn đi. Thì bạc bạc bạc. Này nha. Mới rồi. Không mới mình ham á, không biết kinh nghiệm bắt chuột. Bắt thịt ở đây. Không mình ham. Mình chơi mấy đó luôn. Ham chứ mình. Máy gấp đó. Để cái máy. Nè. Làm ở đó đi. Cái này còn lắm nữa gan nè. Cái gì xương xương ăn không? Khổ. Đi để anh em cái gì đó. Kỹ. Mới bay xong với lời thì lâu lâu năm rồi. Quen rồi. Quen rồi.
mới đi bắt thử không biết. Nghĩ sao gặp chuột ham bay dữ. Bay vô ổng ổng rồi cái sau khi cái cây mốc đó là nó cứng nhắc ra nghe chứ không phải là nó ịu ịu đâu. Ịu đâu trời, nó cứng một cái là bằng thép không đó. Nó nóc là xong á. Thì nóc. Thôi nói chung là anh em phải cẩn thận. Kỹ mới được. Mày nóc đặt mới. Mình nhiều cái mình lại gần gần rồi cái mấy thằng ở ngoài cái nó lắng nhẹ mình vô đó cũng không chừng nữa, mình phải sợ vậy nữa. Mình phải sợ vậy nè. Bởi vì đâu có phải làm cho kỹ càng mới được. Thì nói gì biết sao không? Anh em muốn hồi trước á là tôi tưởng cái máy cắt là cái dây nó giống hồi là nó đều yêu rồi. Nhưng mà bữa đó tôi lại tôi chụp cái nó cứng nhắc à. Thì nóc liệu yếu sao bơ cây lúa được. Thép cái gì nóc gì? Thì nóc. Thép. Thép không à. Thép chỉ trong xét á. Liệu yếu sao mà nó bơ cây lúa vô được. Tôi hỏi ông máy cắt. Nó phải cứng hả? Thì nóc dọn gãy. Bẻ nó không ra luôn mà nó cứng dữ lắm, nó cứng. Thôi bây giờ thì anh em cẩn thận vô đó chút xíu. Dương tới bữa lớn à. Đi săn đêm là tuyệt đối là đồ đạc khách về á, ví dụ như khách về là không tuyệt đối không cho khách cầm bất cứ dụng cụ đi săn của mình. Đúng. Gì à? Có nó ngáy. Tự người ta ngủ ngáy người ta rồi. Mền. Vậy đó mà hỏi vậy. Tôi nói cái gì mình ra nó xì không à. Ngáy rồi. Con kia đâu có ngáy mà nó ngáy dữ hả? Ừ. Tùy theo, có người ngáy, có người không. Bây giờ thì mình chia tay cả nhà ha. Hẹn cả nhà clip sau đi. Ngày mai mấy anh em mấy anh lại còn nữa hả? Mấy em đi nữa rồi. Rồi bây giờ thì tạm thời chia tay cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau nha. Bye bye cả nhà. Bye bye mọi người. Bye cả nhà.